Xin chào các bạn. Hơn rồi, Sony đổi thiết kế rồi. Nhắc đến Sony, chủ yếu là chúng ta sẽ nhắc đến 3 đặc điểm. Thứ nhất là một giao diện Android khá là nhẹ nhàng cho trải nghiệm tốt. Thứ hai là một cộng đồng fanbase hơi cuồng và có chính kiến riêng khá là mạnh, nhưng lại rất thú vị vì đó cũng chính là những đặc điểm của smartphone Sony. Và thứ ba, hơi ngán ngẩm một chút, đó là Omni Balance. Thiết kế Omni Balance với hai viền trên dưới khá là dày, tổng thể vuông thành sắc cạnh và thỉnh thoảng chỉ đổi đi một chút vát góc này gọt góc kia hay là thay đổi vị trí cụm đèn flash camera chưa bao giờ bị coi là xấu. Nó rất nam tính, cứng cáp và mạnh mẽ, nhưng trong bối cảnh thiết kế đẹp mà không có đột phá cũng không được ủng hộ việc Sony giữ lại vẻ bề ngoài cho mọi dòng smartphone của mình từ cao cấp đến giá rẻ từ năm 2013 đến nay. Chính là một trong số những tác nhân ảnh hưởng xấu đến doanh số của họ. Trong năm nay, Sony đã ra mắt bộ đôi Xperia XZ1 và XZ Premium vẫn gần như hoàn hảo về mọi thứ. Nhưng một lần nữa thiết kế bị cho là lỗi thời của chúng khiến XZ1 và XZ Premium không mấy nổi bật so với những Samsung Galaxy S8, Note 8, iPhone 10 hay là V30. 2017 thực sự là năm của màn hình tràn viền. Đi đâu người ta cũng nói về nó, bất chấp HTC U11 hay là Honor 9 cũng rất là đẹp. Nếu mà trung thành với sự đẹp của nửa thập kỷ trước thì mảng smartphone của Sony rồi sớm muộn cũng sẽ đứng trước viễn cảnh bán mình hoặc là bán một phần mình như HTC bây giờ. Nhưng ơn giời, nếu bạn là một fan Sony và nghĩ rằng đã đến lúc họ thay đổi thì thông báo vừa qua của Kenichiro Hibi về việc Sony sẽ sớm thay đổi thiết kế ở trên các thiết bị smartphone thế hệ mới của họ sẽ làm cho bạn vui lòng. Thiết kế cổ điển Omni Balance vẫn sẽ có mặt trên dòng X. Tuy nhiên, mẫu điện thoại có tên mã Mirai được dự kiến sẽ ra mắt tại Mobile World Congress năm 2018, có thể sẽ là mỏng viền benzen, màn hình sở hữu tấm nền LCD tỷ lệ 18:9 tràn ra các cạnh và đương nhiên là vẫn chống nước như trước. Bằng chứng là Japan Display, công ty gia công linh kiện hiển thị cho Sony đã công bố màn hình LCD 6 inch tỷ lệ 18:9 ngay tháng 4 vừa qua và Sony đương nhiên là một trong những đối tác hàng đầu của họ. Một số thông tin rõ rỉ khác về mẫu Mirai này gồm có chipset cao cấp nhất của Qualcomm năm 2018, Snapdragon 845, RAM chỉ có thể là 4GB, pin rơi vào khoảng 3.200 mAh, camera 19MP cùng khả năng quay phim 4K 30 khung hình trên giây, khẩu độ lớn hơn F2.0 so với XZ Premium. Như đã nói, dòng X của Sony vẫn sẽ giữ lại thiết kế Omni Balance thân thuộc, nhưng không vì thế mà nó không có bất kỳ cải tiến gì. Mẫu X Ultra là mẫu phablet màn hình lớn tầm trung tiếp theo của công ty Nhật Bản. Có vẻ nghe không có gì nổi bật lắm nhỉ? Nhưng mà không, theo Gizmo China thì màn hình của X Ultra sẽ lên tới 6,45 inch, tức là lớn hơn một chút xíu rất nhẹ so với Z Ultra của năm 2013 và tỷ lệ màn hình 21:9 động đáo, đi kèm là 4GB RAM, Android 7.0 Nougat, bộ đôi camera 19 và 13MP, pin 3050 mAh và trên tất cả là con chip Snapdragon 660 cực mạnh đã được kiểm chứng trong năm nay. Qua đây chúng ta thấy được Sony đang rất quyết tâm trở lại thị trường di động với bằng chứng là việc chăm chút vào tất cả các phân khúc và làm cho chúng độc đáo nhất có thể so với chính họ của ngày trước. Nếu tất cả những điều này là sự thật thì Sony sẽ cùng lúc làm được hai việc: một là theo kịp xu hướng màn hình tràn viền 18:9 thời thượng, và hai, quan trọng hơn với chính họ, đó là các smartphone cao cấp và tầm trung đã hoàn toàn khác và tách biệt khỏi nhau. Thiết kế một cũ một mới, màn hình cho kích thước, tỷ lệ và độ phân giải hoàn toàn khác biệt. Điều đó có nghĩa là kể từ năm 2018 trở đi, máy cao cấp của Sony sẽ có số có má hơn trong mắt người tiêu dùng, đánh dấu hy vọng trở lại của công ty Nhật Bản. Là các bạn Sony, các bạn nghĩ gì nếu như Sony thay đổi thiết kế? Bạn thích một thiết kế cổ điển Omni Balance nam tính mạnh mẽ hơn, hay là thích một thiết kế đi theo xu hướng thời thượng hơn? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới. Đừng quên like video, đăng ký kênh Di Động Việt và mình sẽ gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye. We'll be right back.